Chào quý anh chị và các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ cho mọi người cái cách mà chúng ta gộp nhiều cái file Word thành một file chung cho nó tiện trong quá trình chúng ta sử dụng. Thì như các bạn cũng biết là chúng ta hay làm cái cách là chúng ta mở một cái file mới, sau đó chúng ta mở từng cái file mà chúng ta muốn copy vào. Ví dụ file thứ nhất chúng ta mở xong, chúng ta copy xong chúng ta dán vào. Sau đó chúng ta lại mở cái file thứ hai, chúng ta lại copy nội dung thứ hai chúng ta dán vào. Và thứ ba, thứ tư, thứ năm gì đó. Tuy nhiên cái cách làm đó thì mọi người hay làm rồi, nhưng mà mình thấy là cái cách đó chúng ta làm nó lâu, mất thời gian, và đôi lúc chúng ta copy mà nó thiếu, hoặc nó có thể là lỗi gì đó. Hôm nay mình xin chia sẻ cho mọi người cái cách này, nó rất là nhanh, cực nhanh nhưng hiệu quả rất cao, và tiết kiệm cho chúng ta rất nhiều thời gian để chúng ta có thể làm những công việc khác. Vậy cụ thể cái cách này làm như thế nào thì chúng ta thực hiện như sau. Thứ nhất là các bạn khởi động cái chương trình Microsoft Word. Thì ở đây mình sử dụng cái bộ Office 2019. Mình khởi động Word 2019. Còn các bạn có thể sử dụng cái bộ Office khác cũng được nha. Rồi, nó khởi động xong rồi. Mình mở một trang mới này. Và đến đây thì nó khởi động xong Word rồi các bạn ha. Vậy thì bây giờ mình cho các bạn coi cái thư mục mà mình chứa những cái file mình muốn nối nhá. Thì trên màn hình nền desktop này này, mình để một cái thư mục là đề ôn thi học kỳ 1 toán 6. Ở trong đây mình chứa một số cái file. Thì hiện giờ mình làm 10 file nha các bạn. Tức là mình để là từ đề 1 đến đề số 10. Thì để cho nó tiện, mình có ghi mỗi một đề là cái màu. Ví dụ như là đề 1 là màu đỏ này. Các bạn nhìn thấy màu đỏ này. Thôi mình mở luôn cho các bạn nhìn nhá. Ở nó màu đỏ đây mọi người ha. Tiếp theo mình mở thêm cái đề số 2 này. Thì ở đây đề này mình ghi màu xanh. Ở đề màu xanh nha mọi người. Mình đóng lại. Rồi, những cái file còn lại thì mình cũng ghi những màu này này. Ví dụ như cái màu này là màu xanh lá đi. Đề số 5, mình mở thử cho mọi người nhìn. Đấy, mục đích mình đổi màu làm gì? Là để tí mình nối gộp chung một file để mình kiểm tra là mỗi cái đề nó sẽ một màu, mình kiểm tra xem nó như thế nào, hiệu quả sao nha các bạn nha. Rồi mình đóng lại nha. Còn những cái file còn lại thì mỗi cái một màu nó khác nhau như mình đã ghi ở đây này các bạn này. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy này. Vậy bây giờ mình sẽ nối 10 cái file này, tức là chúng ta có 10 đề thành một file chung. Và cách nối này thì nó rất là nhanh, mình thực hiện mình thấy nó khoảng trong 5 giây ạ. Tuy nhiên các bạn có thể nối nhiều file thì có thể lâu một chút thôi nha. Tuy nhiên mình thấy nó rất là nhanh trong tất cả các cách rồi. Và cách này mình đánh giá là rất là hay. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người. Nếu mọi người cần nhá, còn nếu ai biết rồi thì mình bỏ qua nhá. Đó, bây giờ mình làm này. Các bạn sẽ chọn Insert trên cái thanh bảng chọn, tức là thanh thực đơn các bạn ha. Sau đó mình chọn cái phần là Object này các bạn nhá. Thì nó xuất hiện một cái mũi tên bên phải. Chúng ta nhấn vào mũi tên bên phải, di chuyển chuột xuống, chọn cái phần mà Tag from File. Mình nhấn vào nhá. Sau đó xuất hiện một cái hộp thoại là Insert File. Thì mình sẽ chèn những cái file mà mình muốn nối vào. Thì các bạn tìm đến cái thư mục mà chứa những cái file mà mình muốn nối nha. Như ở mình nhìn mình để trên màn hình desktop. Còn các bạn có thể để trong ổ đĩa D, ổ đĩa E hoặc thư mục nào đó thì các bạn tự tìm đến nhá. Rồi mình chọn vào cái desktop mà mình chứa cái thư mục này. Đây nó đây. Mình mở nha. Mình lấy đúng mở ra nào. Ở đây thì chúng ta thấy nó gồm là 10 cái file, tức là 10 đề. Thì mình sẽ chọn hết nha các bạn. Chúng ta nhấn Ctrl E cho nó nhanh nhá. Sau khi mình nhấn Ctrl E xong rồi thì mình nhấn Insert. Kết quả nó đang chuyển đấy các bạn, rất nhanh. Mình thấy trong vòng 5 giây thôi thì nó đã chuyển xong rồi các bạn này. Đây. Đấy, mình kéo lên trang đầu tiên cho các bạn coi nhá. Đấy, trang đầu tiên là đề 1. Lúc nãy cái file đầu tiên là màu đỏ đó. Nó nối thành cái trang 1. Tiếp theo trang 2 nó nối đề 2 đấy, tức là cái file thứ 2 đấy các bạn. Nó màu xanh này. Rồi, đề 3. Đề 4 là tiếp theo đó. Mỗi đề mình cho nó một màu để các bạn chỉ quan sát. Rồi đề 5, một màu. Nó y như định dạng cái file cũ các bạn nha, không thay đổi định dạng mà nó chẳng có bị lỗi gì cả, rất tốt. Đề 6. Mình di chuyển qua cho các bạn coi nhá. Đề 7, đề 8 rồi. Đề 9. Còn đề cuối cùng là đề 10 này các bạn này đây. Vậy thì nó chuyển cho chúng ta thành một cái file chung và nó giữ nguyên định dạng rất là nhanh.
Mình thấy là mình làm 10 đề này này trong vòng có 5 giây thôi, khoảng đó thôi chứ chính xác thì không biết nhá. Nhưng mà nó khoảng như vậy các bạn ạ. Vậy thì mình đã nối 10 file đó thành một file chung. Vậy công việc cuối cùng của các bạn là bây giờ chúng ta lưu lại thôi. Vậy bây giờ chúng ta lưu giống như mọi khi chúng ta hay làm. Chúng ta chọn vào cái ổ đĩa nha. Ở sale này mình chọn vào cái ổ đĩa sale nha. Hoặc các bạn có thể nhấn Ctrl S. Chúng ta chọn đến cái nơi mà chúng ta cần lưu nha. Các bạn có thể chọn cái ổ đĩa nào tùy các bạn. Nhưng mình thì mình lại lưu ra cái thư mục lúc nãy nhá. Mình chọn vào cái RAW. Sau đó mình chọn vào desktop là cái nơi mà chứa cái thư mục mà mình cần lưu đó. Còn các bạn có thể chọn ổ đĩa D, ổ đĩa E. Các bạn lưu thì tùy các bạn. Mình mở thư mục nó ra nào. Sau đó mình ghi cái tên vào cái chỗ file name này này. Để cho mình dễ nhớ. Còn đây nó gợi ý rồi. Nó gợi ý cho mình như thế này này. Là đề ôn thi học kỳ 1. Thì mình thấy là ok thì mình để. Còn nếu không các bạn có thể là các bạn bôi đen rồi sau đó các bạn đánh cái tên khác vào. Tuy nhiên các bạn đừng có xóa cái đuôi của nó đi nha. Chấm docx này thì các bạn để yên cái đuôi của nó lại. Các bạn chỉ có đổi cái tên trước cái đuôi của nó thôi. Nếu các bạn xóa cái đuôi của nó đi thì có thể mở nó ra đâu. Nên các bạn chú ý là chúng ta chỉ có đổi tên cái phần trước cái đuôi thôi nha. Còn cái đuôi chúng ta giữ nguyên lại. Sau khi mà chúng ta đã xong rồi, đặt tên xong rồi thì chúng ta nhấn vào save thôi. Đây các bạn này. Và nó hiện lên cái tên ở trên đây này các bạn, ở trên này này là chúng ta coi như là chúng ta đã lưu xong rồi. Và chúng ta đóng lại nha. Bây giờ mình kiểm tra lại trong thư mục mà mình vừa lưu nha. Các bạn thấy nó có một cái file đây, file chung này, đề ôn thi học kỳ 1, mình mở ra cho các bạn coi lại này. Rồi nó đã khởi động xong rồi các bạn đấy, thì nó giống như lúc nãy mình cho các bạn coi thôi. Rồi, vậy là mình đã thực hiện rất nhanh. Và mình bớt được rất nhiều thời gian để chúng ta dành thời gian đó chúng ta làm những công việc khác ha. Rồi mình chúc tất cả mọi người thực hiện thành công. Các bạn có thể là nhấn like, các bạn đăng ký để có thể theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Rồi mình chào tất cả mọi người.